Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Bây giờ máy đang lầy, bây giờ anh em đang móc sình các bạn. Cái 93 Blues. Đó, tèm đẹp quá. Mưa mà gặp cảnh này nữa các bạn ơi, dẻo nha, bị sụp cái đường mương á. Đường mương nước á. Rồi anh em đang ôm chà qua để tắn vô các bạn. Cho nó có cái thế nó bám vô bánh để đi lên ha. Nó lại cái cực cỏ anh em ghê không? Rồi nè. Giờ có mấy ca kéo nãy giờ kéo luôn đó. Mà không lên luôn. Đó, giờ anh em ôm chà vô. Mình tắn nó. Kiếp chưa? Quá bài luôn. Móc sền ra rồi bắt đầu mình mới tắn cây vô. Ở đây thì hai cây này đang đua quá trời luôn nè. Cây bé mưu và cây ếch cha. Cây ếch cha chạy tốc độ quá trời đỉnh luôn nha các bạn. Ếch cha này chắc chạy nhông chín. Bánh găng chín đó. Bánh chín găng. Có khi nói nhông chín có một số anh em không biết. Là cái bánh găng để bắt chạy đó, găng. Bánh găng chín găng. Thường thường mà cái hãng của nó là 8 găng. Về mình quất lên 9 găng chạy cho nó đã. Kẻ trà tốc độ dữ lắm. Để mưa này cũng chạy nhông 8 à. Để thấy tốc độ cũng thường đó. Để mưa thái. Cây ếch trà này tháo nắp không à. Tháo nó không bây giờ mắt đẹp nha các bạn. Cái dòng này thì mới ra đó các bạn ơi. Mới ra 2021. Ếch cha còn mới đẹp lắm á. Người tháo nó không bây giờ thấy gớm luôn. Tốc độ kìa. Cái này thì còn hàm riêng á. Mắt đèn luôn nè. Cái này chạy còn hàm riêng luôn. Cây 70 cũng hàm riêng luôn, 2 mét. Còn cây đăng lầy này thì lên hàm rồi nhé bạn. Lên hàm DC95, có người sau giữa luôn. Rồi anh em này thì đang móc trình và đang lót cây vô. Nói chung cái này nó cái này ảnh thả giặt cái mé đường dương mương giữa đó các bạn, rồi nó sụp đường mương rồi cái nó dẻo nó lầy luôn chứ thật sự đất này không có đổi lại, chỉ bị cái đường mương thôi. Anh em đang lót cây dưới mới lấy trà vô để lót. Nãy giờ giật quá trời luôn mà không lên. Này để lót vô giật lại nữa coi coi lên không nha. Chứ mà thấy cũng nặng lắm. Đây mình đang chạy thấy mê luôn nè. Máy kéo nó chạy chở luôn đẹp quá luôn. Còn chở lúa đó chạy đầu cua ta. Cổ cũng cao lắm. Đúng là quá trà nó chạy thì mê đi. Này mấy anh em nãy giờ đang lót cây.
Tài xế đề máy các bạn. Rồi quất nha, kéo qua cái này lên nha, dớt á, không nhúc nhích gì trời, dớt quá trời luôn, khủng khiếp với trời, nó bị nặng dữ vậy ta. Nãy giờ anh em móc một số sình và thêm lót cây nữa các bạn ơi, giật không hề hớn cho trời. Nhưng mà đứng ở đây nó cũng cản, tại vì nó lúng giữa lúa nha các bạn, như là thấy lúa nó cản mình không có thấy cái độ lúng của nó nha. Cằn ghê ha. Ngập luôn á cả. Chắc anh em đang lót cây thêm và móc sình nữa mà. Rồi tiếp tục nữa coi, rớt quá cũng thấy có lý đó, rớt rớt. À, nó bợ cái lượng hay sao dữ lắm luôn rồi, bởi nó không ngóc lên nổi. Ủa vài cái nữa tài xế ơi. Ủa đó 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 đó, có lý rồi đó, có lý rồi, có lý rồi. Miết mày hả? Ôi ôi ôi, à, im 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 im, đá nữa lên, chết mẹ rồi, chết. Ôi trời, mấy kéo mắc thế, mấy kéo mắc thế, chết chết. Ồ quá lên nhiều lắm rồi nha các bạn, nhiều lắm rồi, chết. Ủa chán vài cái nữa, chết. Ồ lên nhiều lắm rồi các bạn ơi, vài cái nữa lên này. Ồ cái nữa lên luôn coi mẹ, rồi ông mấy kéo ông hết đi rồi, nó lên nhiều rồi đó, ông mấy kéo này mà ông còn đi được là đi kéo cái lên luôn các bạn. Khỏe rồi, vậy là thấy lên rồi đó. Ông mới kéo ổng còn, ổng làm như nãy giờ ổng dòm dòm, bây giờ ổng tuôn ổng hết đi. Đang gỡ dây hay sao các bạn? Rồi, vậy là cái máy kéo ve ra. Nó về không biết đi được không nữa. Đó.
nó bị dính ngàm rồi á, nó đi cười một. Bên đây cái gì nó bị chớp chớp ở dưới đây ta. Chỗ yên tài xế là như điện thoại thì chớp chớp. Này các bạn thấy chớp chớp nữa các bạn. Rồi nghỉ rồi, nghỉ rồi. Về không được luôn rồi các bạn ha. Dẻo về không ra luôn. Đi ngay làng cũ mà tàn ác rồi đó. Rồi cây này vô giải cứu nha bạn ơi. Cây này cắt làm vô để giải cứu rồi. Rồi ông này vô thì kéo cái là ngon lành rồi. Đúng trời chuyển mưa tối thui luôn. Cái này giờ qua kéo đi. Ở giờ qua kéo cắt biết nhiêu đất rồi. Quay đầu cũng chẳng ai nữa. Tới luôn, đúng rồi bạn ơi. Đó tụt lên họ muốn lên luôn á. Đó. Đó đó rồi kéo tiếp cái đi chắc ăn. Rồi đúng rồi, mấy kéo cái này giật cái nữa lên. Nó lại cái mắc thời gian ghê ha, không lại nãy giờ cắt biết nhiêu đất rồi. Rồi xong, kéo đây. Lên. Kia chưa lên rồi. Đó. Dứt. Ừ. Dứt. Trời gầm luôn, không lên luôn.
bỏ tài chơi lên, chưa chịu nữa. Bỏ tài được chưa? Sửa máy vô ngay lại bạn. Hết phương thực chậm, làm chủ ruộng đứng ngồi không yên luôn nè các bạn. Nó mưa tới rồi thêm ra nè, ổng đứng không yên luôn rồi nè, chủ ruộng nè các bạn, thấy chưa? Rầu sửa điểm lại nha. À, mưa dính ống kính luôn. Rồi giờ điểm nha các bạn ơi, giờ điểm này kéo lại cái nha, giờ cho nó ngay đây đó các bạn, kéo nó dễ lên. Quá cần, chủ ruộng đứng ngồi không yên luôn. Nó ngày trời cũng đang mưa mà trở lại gặp cảnh lúng nữa đó. Cái chủ ruộng hồi hộp quá. Bộ tem đẹp quá này nha các bạn. Cái mưa bờ lút đó, ý 93 bờ lút đẹp. Kéo nãy giờ đó các bạn, tiếp tục kéo cái này cái nữa. Rồi quất nha. Lên coi. Đó. Trời ơi. Cái gì mới chưa chịu quả đâm kìa. Lên luôn. Trời ơi. À bó tài. Rồi lên rồi đó nha các bạn, ngon lành nè. Cũng giờ điểm cái kéo lên liền luôn. Nhưng mà đứng đây nó bị cản luôn á. Chạy đúng cái đục bô nha, thấy bê nó lầy lúng cái con anh em nè các bạn, mà không lấy trình bụng hết trơn luôn nè. Cây 93 còn lướt cộng còn luôn. Rồi, rồi tiếp tục chạy á. Hàng 95 trong đó thì cây 70 bờ ý 93 Ucha đời mới các bạn. Nó lên con cái nó khỏe các bạn ơi, anh em chạy thoải mái luôn. Đây, cây Ucha nữa các bạn, Ucha 2019 đó, 21 còn hàm riêng